À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi chương trình với luật sư Steven trên Hoàng Bách Channel. Chúng tôi xin chào luật sư Steven. Kính chào chú Hoàng Bách và kính chào tất cả quý vị khán thính giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel và hệ thống Internet. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay là tối thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021. Cái đề tài mà luật sư muốn thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta biết là mặc dù cái lễ tưởng niệm cái biến cố 911 đã qua cách đây 2 ngày. Và chúng ta cũng biết là Tổng thống Joe Biden cũng đã cho phép FBI là công bố cái hồ sơ điều tra về biến cố 911. Mặc dù cái bản ghi nhớ này, cái cuộc điều tra này chấm dứt vào họ điều tra hậu bản ghi nhớ đó là chấm dứt vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, nhưng mà vẫn không được, vẫn giữ kín bí mật và không công bố ra ngoài. Nhưng mà gần đây thì những nạn nhân, 1.600 người nạn nhân trong số gần 3.000 người đó, họ yêu cầu là Tổng thống Joe Biden phải công bố cái hồ sơ này. Thì ngày hôm nay chúng ta biết là cái hồ sơ mặc dù đã công bố rồi nhưng mà một số vẫn còn bôi đen. Và luật sư Steven ngày hôm nay muốn đưa thêm những cái bề nổi thì có lẽ là mọi người cũng biết, nhưng mà bên cái mặt chìm của nó có những ẩn khúc của nó, những cái vấn đề bí mật về cái chiến lược của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ thì chưa được hé lộ, bởi vì nó có con dao hai lưỡi. Nếu mà công bố đó thì một điều là mắc lòng với đồng minh. Cho nên ngày hôm nay luật sư Steven muốn đào sâu để quý khán giả của chúng ta trong và ngoài nước hiểu rõ cái vấn đề là tại sao có biến cố nó xảy ra và sao cái biến cố nó như thế nào, ai là tác nhân để gây ra cái vấn đề này. Thì xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Bách. Ngày hôm nay cái chương trình chúng ta nói là về mặt chìm của những cái chiến tranh bên Trung Đông và của những cái khối Hồi giáo ở bên Trung Đông, cũng như là cái quyền lợi và cái đường lối và cái chính sách chính trị của nước Mỹ. Mặt chìm, khi chúng ta nói mặt chìm có nghĩa là những cái gì chúng ta bàn thảo ngày hôm nay chúng ta sẽ không có những cái dẫn chứng một cách rõ ràng mà công bố công khai trên báo chí hay của cơ quan chính quyền Mỹ, mà nó là những cái mà chúng ta có thể kết luận và hiểu ngầm đây là những cái đường lối mà chính quyền Mỹ đã và tiếp tục làm. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta nói cái chính quyền và chất vấn những người lãnh đạo của chính phủ Mỹ thì đương nhiên tất cả mọi người đều phải nói là không có và không có những cái dẫn chứng cụ thể cho chúng ta thấy. Nó có thể nói là nhiều về hình thức lý luận và suy luận đưa ra đến những cái kết luận về một cái mặt chìm. Cũng đã có nhiều người chuyên gia, chiến lược gia, họ cũng thảo luận và đưa ra những cái vấn đề này, hay là đưa đến những cái giả thuyết hay là những cái kết luận như vậy dựa trên những cái hành động của chính phủ Mỹ bên cái vấn đề mà cái vấn đề tranh chấp quyền lợi hay là quyền hành, quyền lực của những cái khối Hồi giáo ở bên Trung Đông. Và chúng ta biết ở bên Trung Đông bây giờ mình bỏ lên một cái hình thì nói nó dễ rõ ràng hơn. Bên Trung Đông đó, hay là nói trước nhất tổng quát trên thế giới này đó, thì Hồi giáo nó chia ra làm hai khối. Khối đó nó kêu là khối Sunni và một cái khối nó kêu là Shiite. Thì cái khối Sunni đó là cái khối có thể nói là lớn nhất ở trên thế giới này. Đông người theo nhất ở trên thế giới này, người Hồi giáo theo trên thế giới, có nghĩa là ở bên Trung Đông, ở bên Á Châu, ở bên Âu Châu, ở bên Phi Châu, giống như là nước Indonesia, nước Mã Lai, nước Pakistan, nước Afghanistan, dòng dòng ở bên Á Châu, thì những người mà theo đạo Hồi giáo đại đa số là những người thuộc cái hệ phái Sunni. Ngược lại ở bên Trung Đông thì đó, cái khối Shiite
lại đông người hơn là cái khối Sunni. Và những cái nước mà Shiite đông người nhất bắt đầu từ nước Iran qua tới nước Iraq, có thể một phần nhỏ ở trong nước Syria, một phần nhỏ ở trong nước Saudi Arabia, ở trong nước Ai Cập, Egypt, ở trong cái nước Yemen. Và đây là cái bản đồ mà quý vị thấy, lấy cái nước Saudi Arabia làm trọng tâm. Thì quý vị thấy đó, ở trên Saudi Arabia đó là nước Iraq. Mà nước Iraq á, 80% là người Shiite, chỉ có 20% là người Sunni. Trong khi Saudi Arabia đó thì 80% là người Sunni, 20% là người Shiite. Iran đó, thì cũng giống như Iraq là 90% là người Shiite. Một số nhỏ là những người của cái hệ phái khác hay là Shiite. Syria đó, thì nó là có thể nói là phân nửa Shiite và Sunni. Jordan nha. Thì khi mà chúng ta nói cái này đó, mình chỉ nói về cái dân số thôi ở bên Trung Đông, thì Sunni là thiểu số mà Shiite là đa số. Và cái nước Saudi đó là của Sunni. Thì ở bên Trung Đông nó chia làm hai khối Hồi giáo mà họ cạnh tranh về cái quyền lực, ai sẽ là bá chủ ở bên Trung Đông. Ngày xưa đó thì nó là cái khối Sunni với cái người lãnh đạo đứng đầu đó là nước Saudi Arabia. Cho đến ngày hôm nay, nước Saudi Arabia vẫn là cái người lãnh đạo cái khối Sunni ở bên Trung Đông. Và bên Shiite đó, thì hiện nay đó, cái khối người lãnh đạo đó là nước Iran. Thì hai cái này nó kình nhau. Trước cái biến cố 911, hay là trước cái biến cố 911, thì đó, ở bên Trung Đông đó, khối Sunni dưới sự lãnh đạo của Saudi Arabia là làm bá chủ ở bên Trung Đông. Cái khối Shiite đó thì nó ở trong cái thế yếu. Ngày hôm nay, 20 năm sau, thì cái khối Shiite đó nó mạnh hơn và nó không phải là lãnh đạo, nhưng mà nó ở cái thế thượng phong rất là mạnh. Còn cái khối Sunni đó thì bây giờ là ở cái yếu thế. Và tất cả những cái vấn đề mà nó thay đổi đó là cũng tại vì cái 911 năm 2001. Thì bây giờ chúng ta mới đi về cái 911 và nói tóm tắt một tí về cái 911. Quý vị biết đó, chú Hoàng Bách cũng biết, Afghanistan là một cái nước kế bên nước Iran. Và Afghanistan đó, thì đa số là Sunni. Trong cái thời kỳ chiến tranh Iraq lần thứ nhất của năm 1991, chúng ta đã biết nước Mỹ qua trừng phạt nước Iraq về vấn đề mà dám xâm lấn cái nước Kuwait nhỏ xí ở kế bên đó, đúng không? Và Saddam Hussein là cái người tổng thống của nước Iraq, một cái người rất là ác độc, tàn nhẫn, mà cũng là một cái người rất là độc tài. Ông Saddam Hussein á, thật sự đó là bạn của Mỹ, không dám dùng cái danh từ là đồng minh, nhưng mà là bạn của Mỹ. Ông ta đó là người Sunni. Ở Iraq đó, 80% là Shiite, chỉ có 20% là Sunni. Mà ông Saddam Hussein là người Sunni, mà ông ta lại là người theo đạo Công giáo, tức là Christianity. Và ông ta lãnh đạo, thành ra ông ta tàn sát và cai trị người Shiite rất là nặng nề. Và đó, chẳng những vậy đó, năm 1988, nước Iraq với cái sự thúc đẩy yểm trợ về vũ khí, nước Iraq tấn công nước Iran là một cái nước Shiite. Iran đó là kẻ thù số 1 của nước Mỹ bắt đầu từ năm 1979, sau khi một cái người vua đồng minh của nước Mỹ
bị lật đổ và cái người vua đó, đó mới chạy qua nước Mỹ tị nạn, thì những nhân viên của nước Mỹ ở bên nước Iran bị bắt làm con tin khoảng 79 người, 80 mấy người, nhưng mà đã thả ra từ từ còn 79, và chết đi mười mấy người lính của Mỹ, làm rớt 2 chiếc trực thăng trong 3 chiếc đi. Thì từ đó trở đi đó, Iran trở thành kẻ thù số 1 của nước Mỹ, và Mỹ cấm vận nước Iran cho đến ngày hôm nay. Và vì cái vấn đề đó đó, Mỹ mới trả đũa và dùng nước Iraq, tức là ông Saddam Hussein, và cung cấp vũ khí, luôn cả vũ khí hóa học, để mà tấn công vào nước Iran, đưa ra một cái chiến tranh nó dài mười mấy năm, chết chóc rất là nhiều người giữa Iran và Iraq. Nhưng mà Iraq là được sự yểm trợ của nước Mỹ. Chúng ta nói tóm tắt những cái lịch sử nó đã xảy ra, đúng không? Nào, khi mà cũng tại vì cái vấn đề người Do Thái, và người Do Thái tức là người Palestine, và cái vấn đề mà tấn công trừng phạt nước Iraq, trừng phạt ông Saddam Hussein, một đồng minh của nước Mỹ đi xâm lấn một cái nước đồng minh khác đó là Kuwait, nước Mỹ phải vào tấn công nước Iraq nhưng rồi rút về, thì ông Saddam vẫn là tổng thống cái thời điểm đó. Trong nước Saudi Arabia có những người Hồi giáo, họ rất là phẫn nộ, thù hận nước Mỹ, cho nước Mỹ là kẻ thù của người Hồi giáo, bởi vì Mỹ thứ nhất xâm lăng vào cái Trung Đông và lại bảo vệ người Do Thái và không có bảo vệ người Hồi giáo hay là người Palestine. Nó đưa đến một cái làn sóng ngầm phẫn nộ của người Hồi giáo, đúng không? Mà chúng ta biết đó, ở trong cái thời điểm trước năm 2001, Saudi Arabia, Iraq và Ai Cập là đồng minh của nước Mỹ, rất là thân thiện với nước Saudi, là cái nước thân thiện nhất và là người lãnh đạo cái khối Sunni và lãnh đạo luôn cả cái Trung Đông. Đó. Thì đó, nó có một cái làn sóng ngầm của những người Hồi giáo. Họ bực bội là tại sao chính phủ của họ, vua của họ lại không đi bảo vệ người Hồi giáo mà lại đi theo phe của Mỹ và lại bảo vệ cho người Do Thái. Họ bực bội, phẫn nộ, nó mới đưa ra một cái nhóm người, một cái khối đó, nó kêu là Al-Qaeda. Và cái người chủ của Al-Qaeda là ông Osama bin Laden. Mà ông Osama bin Laden đó là con của một cái người đại tỷ phú thương gia mà là bạn thân của ông vua Saudi Arabia khi mà lập ra cái nước Saudi Arabia. Đó. Nào, cái ông vua ở bên Saudi thì đương nhiên ông ta có rất là nhiều vợ. Thì cái người bạn của ông ta là cái người tỷ phú mà lo về vấn đề làm ăn buôn bán, phát triển, đầu tư dầu hỏa cái này kia cho nước Saudi, bạn thân của ông vua thì cũng là tỷ phú luôn. Thì mấy người này có rất là nhiều vợ. Thì cái ông tỷ phú mà với cái dòng họ là Bin Laden, chúng ta có thể nói là hoàng tộc hay là gia tộc thân thiện với lại nhà vua. Đó. Thì ông ta có rất là nhiều con, mà trong đó có một người con tên là Osama Bin Laden. Một người rất là giỏi, cũng là triệu phú. Ông Osama bin Laden đó, ông không hoạt động được ở nước Saudi là bởi vì hoạt động chống đối lại nước Mỹ, mà ở trong một nước đồng minh của nước Mỹ thì dù cho là dòng dõi quen với lại vua, con cháu mẹ kia với lại nhà vua, nhưng mà không có nên làm cái chuyện đó. Thành ra ông ta bỏ nước Saudi và dùng tất cả những cái tiền và tài sản của ông ta được, ông ta đi qua bên Afghanistan. Ông ta bắt đầu đi kêu gọi những cái người Hồi giáo để mà chống lại cái khối, nó dùng cái danh từ là Tây phương, không, đi qua xâm lấn. Và trong đó đối với những người Hồi giáo này, họ cho đó là nước Mỹ. Đó. Thì đó, trong đó đó họ mới đi qua bên Afghanistan. Và Afghanistan cái thời điểm đó đó là dưới một chính phủ nó tên là Taliban. Và cái chính phủ Taliban là một cái chính phủ hỗn tạp,
ở những cái bộ lạc, nhưng mà nó là mạnh nhất, nó cũng là người Sunni. Thì Taliban á, cần tiền để mà cai trị đất nước, thì Osama bin Laden và cái khối đó, họ mới cung cấp tiền bạc. Nào, Osama là cái người lãnh đạo, nhưng mà ở bên nước Saudi Arabia, ở bên nước Egypt tức là Ai Cập và những cái nước lân cận giống như nước mà nó kêu United Arab Emirates UAE, nó có rất là nhiều người tỷ phú, triệu phú, và ở bên nước Mỹ, ở bên Âu Châu, họ là những người cảm thông với cái sự bực bội của những người Hồi giáo bị đàn áp bởi cái khối Tây phương hay là bởi người Do Thái. Thành ra họ cho tiền, đúng không? Những cái cơ quan thiện nguyện ở trên thế giới này mà lại là những cái cơ quan để mà lấy tiền và cung cấp cho những người Hồi giáo đi khủng bố trên thế giới. Và họ huấn luyện và tập ở bên Afghanistan. Ông Osama bin Laden một lần nữa là một người không dám dùng danh từ là tỷ phú, nhưng là rất rất là nhiều tiền. Ông ta trở thành một cái người lãnh đạo Hồi giáo, bởi vì ông ta tranh đấu cho những người Hồi giáo mà bị đàn áp. Ông ta là người con đem lấy tất cả cái tiền đó đi nuôi những người khủng bố, những người nghèo, tranh đấu bảo vệ người Hồi giáo và cái đạo Hồi giáo ở bên Trung Đông. Ông ta sống như là một cái người dân thường, chung với là những người nghèo đói, mà ông ta là con của tỷ phú đó. Tiền bạc của ông ta đi mua súng đạn cung cấp và huấn luyện. Ông ta sống trong rừng, ăn uống như là một cái người thường, đúng không? Sống rất là cực khổ. Thành ra những người khủng bố đó, họ rất là quý trọng ông ta và có thể nói thần thánh quá ông luôn. Thì họ có một cái mưu đồ là làm sao đi khủng bố. Họ khủng bố nước Mỹ vài lần rồi, nhưng mà nó cũng đưa đến cái sự tử vong cũng khá nhiều người, như là 5-7 người chỗ này, mấy chục người chỗ kia, ở đây ở kia, ở bên nước Mỹ, ở bên Âu Châu. Nhưng mà những cái đó nó nhỏ, nó không có quy mô vĩ đại như là cái 911. Nhưng mà họ làm ôm bom tự tử. Đó là cái chiến thuật mà của người Sunni hay là của cái nhóm khủng bố Al-Qaeda ở trong cái thời điểm đó. Thì đó, trong những cái thời điểm đó, họ huấn luyện và họ dùng tiền đưa qua nước Mỹ những tay khủng bố chuyên nghiệp, mà những người mà sẵn sàng mình kêu là tử chiến, sẵn sàng hy sinh tánh mạng. Mà những người này là những người trẻ, 20 mấy, 30 mấy tuổi. Những người này là những người có học, trí thức. Họ đi qua nước Mỹ với cái diện là đi du học. Và họ đi qua Mỹ đó, họ đi du học làm sinh viên, nhưng mà được cái sự tài trợ của những người đại gia, qua Al-Qaeda, Osama bin Laden. Mỹ biết về ông Osama bin Laden, họ theo dõi ông này, đúng không? Để coi những cái hành động của những người này như thế nào. Họ cảm thấy cái nhóm này đó nó cũng thường thôi, tức là không có làm gì ghê gớm lắm. Nhưng mà dưới đó lại có một cái âm mưu rất là vĩ đại. Một cái người mà đứng hàng thứ nhì cố vấn quân sư của ông Osama bin Laden là một cái ông bác sĩ cũng là triệu phú, nhưng mà ông ta là người Ai Cập. Hai người đó, đó là hai cái đầu não của cái Al-Qaeda, sống ở bên Afghanistan, ở trong rừng với lại những người khủng bố, huấn luyện họ. Thì họ mới đưa qua nước Mỹ một số người, chúng ta không biết bao nhiêu. Họ mới đi vào những cái trường và họ bỏ tiền ra, họ đi học lái máy bay, qua đây đi du học, qua đây trở thành kỹ sư, nhưng mà đi học thêm lái máy bay. Nào, Mỹ, FBI, tình báo nó cũng theo dõi, nhưng mà nó thấy không có cái gì đặc biệt hết, tức là rất là sơ hở trong cái vấn đề đó. Một cái điểm đó, vì cái vấn đề sơ hở đó, ý y đó, thì cho đến ngày 911, 2001, những cái người đó tổng cộng là 20 người, nhưng mà nó kiếm không ra cái người thứ 20, họ trốn mất tiêu. Thì nó chỉ có 19 người, nó chia ra làm 4 nhóm, với 4 chiếc máy bay, và 2 chiếc tấn công vô
hai cái building cao nhất, nó kêu là World Trade Center của nước Mỹ, đưa đến cái sự sụp đổ và đưa đến một cái biến cố 911 thảm khốc nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Cái số người tử vong là lên trên 3.000 người, có thể gần 4.000 người. Cái đó chúng ta không nói những người bị thương, bị tàn tật, và chúng ta không nói những người mà you know, gia đình mất cha, mất vợ, mất con, và biết bao nhiêu người, và hai cái building sụp đổ. Cái đó chúng ta chưa có tính là một chiếc máy bay thứ nhì nó bay vào ở trong căn cứ của Bộ Quốc phòng, tức là Ngũ Giác Đài, làm chết một số người lính ở trong Ngũ Giác Đài, đúng không? Và một chiếc máy bay thứ ba đó thì nó không có bay được vô đâu hết, bởi vì cái mục tiêu của đó là hình như là nhắm vào tàu bạch đốc hay là nhắm vào cái quốc hội, nhưng mà bị ngăn cản, nên nó rớt ở một cái tiểu bang Pennsylvania ở trong rừng. Cái chiếc máy bay này cũng chết. Thành ra tổng số những người mà chết ở trên máy bay lên cũng cả trăm người. Đó. Và cái đó là cái biến cố 911. Khi mà bùng lên cái chiến tranh 911, chú Hoàng Bách và quý vị, bây giờ mình mới đưa quý vị, đây là tên của những người không tập. Những người không tặc này, khủng bố đó, trong những cái chuyến máy bay đó, thì quý vị sẽ thấy đó, khi mình chúng ta nói tiếng Anh thì nói tiếng Việt dịch ra thì nó khó đọc, nhưng mà viết lên tiếng Mỹ thì nó dễ đọc hơn. 19 người, cái chuyến máy bay đầu tiên, tất cả đều là người công dân Saudi Arabia. Cái chuyến máy bay thứ nhì mà đi vào cái tòa nhà cao, ở building cao ở bên New York đó, chỉ có một người là người UAE, còn bao nhiêu là người Saudi Arabia, rồi có một người nữa đó là người công dân Lebanon. Thành ra tổng cộng 19 người không tặc đó, 15 người là người công dân của Saudi Arabia, hai người là người công dân của United Arab, một người là người Ai Cập và một người là người Lebanon. Vì chúng ta nhìn lại cái bản đồ, quý vị thấy Saudi Arabia 15 người, okay. Cái United Arab nhỏ xí ở đây được 2 người, Ai Cập 1 người. Đó. Và tổng cộng là 19 người, còn cái người số 20 cũng là người Saudi thì họ trốn được, không biết ở đâu. Đấy. Sau cái trong cái ngày 911 thì nếu chú Hoàng Bách và quý vị mà đang sống ở cái thời điểm đó, quý vị biết là chính quyền nước Mỹ cấm không có cho một chiếc máy bay nào bay trên không vận, nếu không lực hay là không quân Mỹ trên vòng trời của nước Mỹ, là hoàn toàn những cái phản lực cơ F của nước Mỹ đang bay trên đó, không một chiếc bay được quyền cắt cánh lên nước Mỹ, của chủ Mỹ, thì tất cả những cái đó nó sẽ bắn rớt chiếc máy bay đó. Thật ra không có chiếc máy bay được lên hết. Và cái thời điểm đó, cái người tổng thống là ông Bush Cor, và cái người phó tổng thống đó là ông Dick Cheney. Cái người cố vấn tòa bạch ốc về vấn đề quân sự đó là bà Susan Rice, là ông Colin Powell, cựu đại tướng, cái người mà bộ trưởng Rumsfeld mà ngày xưa đó là thầy của ông Dick Cheney, cái người tổng thống. Ông ta đã một thời làm thời ông tổng thống Nixon đó, hay là ông tổng thống Ford đó, thì ông ta là bộ trưởng bộ quốc phòng, bây giờ ông ta về lại. Thành ra cái hàng ngũ trong chính phủ của nước Mỹ thời tổng thống Bush con mà là những người kỳ cựu, rất là giỏi về vấn đề chiến lược đối ngoại, về vấn đề quân sự, có rất là nhiều kinh nghiệm, tức là những người rất là giỏi chứ không phải là những người tầm thường của bên đảng Cộng hòa ở cái thời điểm đó.
Thì ngay sau khi cái 911 nó xảy ra thì nước Mỹ cấm không cho một chiếc máy bay nào lên hết. Nhưng mà cũng trong cái thời điểm đó, đây là một cái sự bí mật mà những cái bây giờ những cái tài liệu thì nó bật mí ra, nhưng mà thật sự trong cái thời điểm đó đó, báo chí nó cũng đã có tung ra cái đó rồi, nhưng mà nó chỉ không có chính thức thôi, Mỹ nó không có được cái sự chấp nhận, tức là nếu mà hỏi những người trong chính quyền, hỏi Tổng thống thì họ sẽ phủ nhận vấn đề đó hết, nhưng mà những cái tin mà nó rỉ ra thì người ta nói đó, thì báo chí cũng đã cho biết, thì bây giờ đó nó là đúng. Nhưng mà cái thời đó là bí mật, là trong cái thời điểm đó, đó là khoảng 1-2 ngày sau, tất cả những người hoàng tộc, những gia đình hoàng tộc ở bên Saudi Arabia đều được tập trung lại ở những cái thành phố lớn, và những cái chuyến bay của Saudi Arabia bốc những người này bay đi ra khỏi nước Mỹ với cái sự hộ tống của không quân của nước Mỹ, và Tòa Bạch Ốc là cái người ra lệnh, tức là khi mà đụng vô, nếu mà cái tin mà nó được tung ra trong báo chí là 19 người khủng bố, 15 người là người gốc, người công dân của nước Saudi Arabia, à, Tổng thống Bush chỉ sợ là người dân lúc đó rất là phẫn nộ, họ có thể đi hãm hại những người dòng dõi hoàng tộc ở bên Saudi Arabia. Thành ra có những được quyền bay lên ở trong không phận của nước Mỹ, trong khi tất cả những máy bay khác thường dân là cấm không cho đi, chỉ có vài chiếc máy bay đó được quyền đi với cái sự hộ tống của nước Mỹ ra ở nước Mỹ, để tánh mạng của họ không và gia đình của họ không có bị dân Mỹ họ phẫn nộ, họ họ đi lại cái nhà người ta, họ đập bể nhà người ta này kia đồ, rất là nguy hiểm, đúng không? Bởi vì người dân lúc đó rất 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 là căm phẫn. Và những cái vấn đề mà nó bắt đầu nó rỉ ra là trời đất ơi, 15 người là người Saudi Arabia. Cái mà người dân nước Mỹ, tức là những người mà là nạn nhân của 911 cho tới ngày hôm nay, họ muốn coi và họ muốn chính phủ Mỹ bật mí giải mã những cái tài liệu đó, là bởi vì trong cái cuộc điều tra nguyên nhân 911 nó mới cho chúng ta thấy một số những cái tài liệu mà chúng ta có thể nó rỉ ra ngày xưa nhưng mà nó vẫn là bí mật. Một cái đó là nước Saudi Arabia và nước Ai Cập biết những người khủng bố này và biết họ đang làm cái gì và biết họ sẽ đem cái khủng bố ở trên này. Họ chỉ không biết là cái khủng bố đó lớn hay nhỏ, làm cái gì thôi, không nói cho nước Mỹ biết. Nào, nếu mà quý vị là người công dân nước Mỹ ở trong cái thời điểm đó, 20 năm về trước, khi mà nói như vậy, mà nếu mà quý vị mà biết được cái tin đó, là nước Saudi, một cái nước đồng minh thân thuộc nhất của nước Mỹ, giống như là người bạn thân của nước Mỹ, mà lại đâm sau lưng nước Mỹ, không thèm nói cho Mỹ biết, để đưa đến cái biến cố lịch sử 911, quý vị sẽ giận tới cỡ nào, đúng không? Đó. Đừng có nói đi chiến tranh ở bên Afghanistan, đừng có nói đi chiến tranh ở bên Iraq. Nước Mỹ, người dân Mỹ sẽ nói bây giờ tôi đi đánh giặc, tôi đi đánh nước Saudi chứ không có đi đánh nước khác. Quý vị là cái người bao che những người này, quý vị biết những người này và quý vị không thèm nói cho tôi biết. Tình báo quý vị không nói cho tình báo cho tôi biết mà để cho cái chuyện này nó xảy ra. Đúng không? Làm sao quý vị nói thể là quý vị là bạn thân của tôi được? Đó, cái sự phẫn nộ của chính phủ Mỹ ở trong cái thời điểm nó lên tột đỉnh. Và chúng ta cũng biết là trong cái thời điểm đó, cái người kỳ cựu nhất hay là cái người mà thiếu kinh nghiệm nhiều nhất đó là Tổng thống Bush con. Còn tất cả những người làm việc với ông ta là những người rất nhiều kinh nghiệm. Họ đi về một cái chỗ rất là bí mật quân sự. Họ ngồi đó cả tháng trời. Họ nghiên cứu, họ bình luận, họ thảo luận, họ đưa ra một cái đường lối, một cái chính sách làm thế nào để trừng phạt những người nào mà
dám làm ra cái chuyện này. Nước Mỹ không bao giờ tha thứ. Giống hệt như Tổng thống Biden ngày hôm nay. Khi mà ông ta lên ông ta thuyết trình về cái vấn đề mà 13 người lính của Mỹ phải bị tử vong trong cái lúc tản cư. Nước Mỹ sẽ không bao giờ tha thứ những người làm đó. Họ sẽ đi lùng bắt những người đó, trừng phạt những người đó. Cho tới cùng, dù cho nó là 5 năm, 10 năm, 20 năm, họ cũng phải làm. Cái hay của cái quyết tâm của nước Mỹ là như vậy. Thì cái điểm đầu tiên là cái mặt nổi. Là họ nói rằng là nước Taliban Afghanistan phải chịu trách nhiệm, dám chứa chấp những cái người đi khủng bố. Đúng không? Giao những người này qua. Nhưng mà Taliban nói không. Thì nó có cái cuộc vấn đề là tấn công vào nước Taliban, tấn công vào nước Afghanistan và đi tiêu diệt cái khối Al-Qaeda khủng bố. Thì cái đó chúng ta thấy nó là mặt nổi. Ai cũng đồng ý cái đó hết. Nào, cái mà người ta ngạc nhiên cho tới ngày hôm nay, tại sao đi tấn công cái nước Iraq? Cái nước Iraq nó không có khủng bố, nó không có huấn luyện khủng bố, nó không có chứa chấp khủng bố, nó có làm cái gì với Mỹ về vấn đề khủng bố 911 hết, không có dính líu gì hết. Tại sao Mỹ kéo quân qua bên Saddam Hussein, Iraq, lật đổ ông Saddam Hussein? Và cái đó là cái lý do gì? Đúng không? Chúng ta thấy cái mặt nổi. Và cái mặt nổi ở cái thời điểm đó là cái gì? Nước Iraq là một cái nước khủng bố. Cái đó là hoàn toàn sai. Nước Iraq là cái nước chứa chấp những người khủng bố đi hại Tây phương ở nước Mỹ. Cái đó cũng không đúng. Nhưng mà cái đó là cái tuyên truyền của chính phủ Mỹ cái thời điểm đó. Nước Iraq đang chế những cái vũ khí hạt nhân nguyên tử. Và nếu mà nó có, nó sẽ hãm hại Tây phương và nước Mỹ. Cái đó cũng không có luôn. Đúng không? Nhưng mà cái đó là cái sự tuyên truyền của cái chính phủ Mỹ trong cái thời điểm đó. Và vì lý do đó, nước Mỹ không thể nào để cho nước Iraq, một cái người tổng thống tàn ác, độc tài, vô nhân đạo, nuôi dưỡng những người khủng bố. Bây giờ sắp sửa có bom nguyên tử. Thành ra chúng ta phải làm gì? Phải trừ cái người đó liền ngay tức khắc. Đó là mặt nổi. Đem đến cái vấn đề chiến tranh lần thứ hai của năm 2003 là bên Iraq. Lật đổ cái chính phủ. Cái chính phủ này ngày xưa đó là bạn của nước Mỹ. Cái đó là cái mặt nổi. Thì cái câu hỏi cho đến ngày hôm nay người ta vẫn còn thắc mắc. Tại sao lại đặt ra cái chuyện đó và đi đánh một cái nước Iraq không có dính líu gì tới 911? Thì bây giờ chúng ta mới bình luận và chúng ta mới lấy những cái gì chúng ta thấy. Ở bên Trung Đông đó, trước 2001, 911, cái khối mạnh nhất, và mình đưa lại cái hình ảnh này để quý vị thấy chuyện hơn. Ở bên Trung Đông đó, Sunni đó là mạnh nhất, mà cái người lãnh đạo đó là nước Saudi Arabia. Đồng minh của Mỹ là nước Ai Cập và Saudi mạnh nhất. Cái nước và nó kia là cái ranh giới, cái lằn ranh để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của cái khối Shiite là nước Iraq. Và cái người nhận lãnh cái trách nhiệm làm cái việc đó là ông Saddam Hussein, một người khối Sunni. Ông ta đàn áp, trừng phạt tất cả những người Shiite, 80% của đất nước ông ta. Ông ta kèm luôn cả cái nước Syria. Và ông ta ngăn chặn cái sức mạnh của nước Iran. Đúng không? Iran không làm gì đó. Bởi vì nó cứ phải đi đánh giặc với lại nước Iraq hoài. Mà cái người cung cấp vũ khí là nước Mỹ. Đúng không? Thành ra nước Iraq, ông Saddam Hussein là cái, mình có dùng cái danh từ là cái proxy, là một cái mà cái bờ đê để mà ngăn chặn, chèn ép cái khối Shiite. Và vì cái lý do đó, Trung Đông ở cái thời điểm trước năm 2001 mạnh nhất là cái khối Sunni. Đúng không? Đó. Tại sao tấn công vào nước Iraq, lật đổ ông Saddam, tức là phá
vỡ cái bờ đê ngăn chặn cái sự bành trướng và cái quyền hay là cái sức mạnh của khối CIA mà cả chục năm trời sau đệ nhị thế chiến ngày hôm nay bảo vệ cái chỗ đó. Cái đó là cái mặt chìm và cái đó là cái bí mật. Thì bây giờ chúng ta mới lý luận tại sao phải làm cái đó. Nào. Khi mà giật sụp đổ ông Saddam Hussein, phá vỡ cái bờ đê ngăn chặn cái khối Shia, đưa cái nước Iraq thành một cái nước dân chủ, mà cái nước dân chủ đó người dân đi bầu, mà nếu mà người dân đi bầu đó mà cái nước đó 80% là Shia, 20% là Sunni, chúng ta biết Shia sẽ là cái người lãnh đạo nước Iraq. Cái này là cái mà Mỹ ngăn chặn 80 năm trở sau để nhìn thấy cái bây giờ, đúng không? Mà khi mà Iraq á, mà được cái sự lãnh đạo của cái người tổng thống, thủ tướng là cái người Shia giống như ngày hôm nay, thì cái người đó sẽ liên kết và hợp tác với lại nước Iran là cái nước Shia. Tức là tạo nên một cái làn sóng, một cái khối thiệt là mạnh ở bên Trung Đông. Và cái khối đó không phải là Sunni mà là Shia. Đúng không? Thì tại sao Mỹ lại làm cái chuyện lạ lùng như vậy? À, thì bây giờ chúng ta mới đặt cái câu hỏi thì chúng ta cũng trả lời. Đây là một cái lý luận nha, chứ không phải là không có bằng chứng, lý luận thôi. Là tại vì Saudi Arabia nuôi dưỡng những người khủng bố gián tiếp và không thèm cho Mỹ biết, đưa đến cái biến cố 911. Mà bây giờ Saudi Arabia muốn làm bá chủ ở bên khu vực đó, nước Mỹ không cho phép cái chuyện đó xảy ra, mới giật bỏ cái bờ đê, dẹp ông Saddam Hussein, biến cái Iraq thành cái nước Shia, Iran. Thành ra bây giờ Trung Đông cái sức mạnh đó, nó nằm ở trong tay của người Shia chứ không phải là người Sunni nữa. Nào, quý vị thấy đó, Iraq đó, những người khủng bố bên đó đó, tức là những người nó kêu là người Shia bên đó đó, và nước Iran đó, nó gây ở trong cái ranh giới của Saudi, là bây giờ nó đang bị đe dọa, bị bao vây, đúng không? Ở mặt trên. Chưa đủ nữa, nước Iran, tức là người Shia đó, họ mới đi xuống dưới nước Yemen, tức là ở ranh giới ở dưới của nước Saudi Arabia. Họ mới tạo ra một cái làn sóng du kích của người Houthis. Và cái làn sóng này nó lật đổ cái chính quyền Yemen. Nó biến cái nước Yemen này thành một cái nước cai trị của người Shia với cái sự yểm trợ của nước Iran. Đúng không? Nào. Thì khi mà chúng ta nhìn vô cái này, chúng ta nói, ốp, vậy là Shia nó bao vây nước Saudi, cái khối Sunni ở mặt trên, ở mặt dưới. Đúng không? Rồi bên đây thì là cái biển, là cái biển nhỏ đó. Nhưng mà mặt này đó, đó là tại sao đó ông vua hay là thái tử của nước Saudi là bây giờ đang đem quân qua và mua vũ khí của nước Mỹ đi tấn công vào nước Yemen để mà dẹp bỏ. Nhưng mà cái chiến tranh nó đang xảy ra, nó kêu là nội chiến. Nào. Rồi chúng ta mới ngồi coi lại, nếu mà chú Hoàng Bách và quý vị nhớ lại nước Ai Cập, đồng minh của nước Mỹ, và cái người tổng thống độc tài ở cái thời điểm đó, ở cái thời điểm 2001, là ông Mubarak. Ông Mubarak là đồng minh của nước Mỹ. Nhưng mà đó, tại vì ông ta độc tài, cái khối Shia ở bên Ai Cập nó nổi dậy và nó lật đổ ông ta. Một cái cuộc đảo chính mà chúng ta thấy trong cái cách mạng Hoa Lại. Đúng không? Nào. Thì chính cái người tổng thống này kêu gọi, yêu cầu Mỹ giúp đỡ, bảo vệ, và cái quân đội của bên Ai Cập nó lại nghe là Mỹ, tức là làm dưới cái chỉ thị của Mỹ. Và trong cái thời điểm đó là cái thời điểm của Tổng thống Obama với cái người Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là bà Hillary Clinton. Mà đây là cái đồng minh của nước Mỹ trên 70 năm rồi. Mà cái người tổng thống này đó yêu cầu Mỹ giúp đỡ, thì Mỹ ra lệnh tất cả những người
đâu, mình ra một cách âm thầm thôi, bí mật thôi, không cho quân đội tham gia vào để bảo vệ ông tổng thống, đưa đến cái gì, đưa đến cái sự sụp đổ của cái chính phủ ông Mubarak, một cái người đồng minh của nước Mỹ, làm cho thế giới, những người đồng minh khác lên án nước Mỹ là tại sao không bảo vệ cái người đồng minh và để cho cái khối CIA ở bên Ai Cập lật đổ cái ông tổng vào can thiệp, thì chúng ta cũng có thể lý luận và đưa lên một cái kết luận, cái người tổng thống không bảo vệ nước Mỹ mà nói là đồng minh của nước Mỹ, thì đây là cái cơ hội dẹp ông ta qua một bên luôn, lật đổ cái chính quyền của ông Mubarak ở bên Trung Đông ngày hôm nay là cái khối thiểu số, cái sức mạnh nó rất là yếu, mà cái khối CIA nó lại mạnh lên. Bây giờ chúng ta mới nói tới những người khủng bố, những người ISIS, Al-Qaeda. Tất cả những người ISIS và Al-Qaeda là người theo cái hệ phái Sunni. Bây giờ nó có hai khối đi khủng bố, Shia cũng đi khủng bố và Sunni cũng đi khủng bố, đúng không? Thì làm sao mình biết được cái người khủng bố là theo cái khối nào, hệ phái nào? Thì nó đi theo cái đạo, cái đạo Hồi giáo và cái kinh thánh họ dạy. Thì chúng ta sẽ biết người Sunni, Al-Qaeda, ISIS là những người Sunni theo cái Hồi giáo, kinh thánh của Sunni. Và trong cái kinh thánh đó, nó nói khi một cái người dân sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bảo vệ đất nước, thì cái người dân đó, cái người Hồi giáo đó, cái tín đồ đó đó, khi mà họ chết hy sinh cho đất nước, họ sẽ lên thiên đàng. Thành ra họ phải ôm bom tự tử, là cái vấn đề đó. Còn cái bên Shia đó cũng là Hồi giáo và cũng là cái kinh thánh đó, nhưng mà nó lại dạy khác một tí. Nó dạy đó là nó thiên về bên Công giáo một tí, là nếu mà mình tự mình giết mình, tức là tự tử đó, là mình phạm tội. Mà khi mình phạm tội đó, mình không thể nào lên thiên đàng được. Đó. Tại sao mình tự mình giết mình? Đó. Thành ra đó, nếu mà chúng ta nghe nói một cái cuộc nổi bom khủng bố và cái người ôm bom tự tử là người Hồi giáo, thì 99% đó là người Sunni. Đó. Mà quý vị mà nghe nói có một cái cuộc khủng bố mà bây giờ đang đi lùng bắt cái người khủng bố Hồi giáo đó, cái người đó là CIA. CIA đi khủng bố là đi gài bom, đi luyện bom, rồi cái bỏ chạy trốn, rồi họ sẽ bị bắt. Đúng không? Nếu mà họ trốn được thì họ không trốn được, họ bị bắt, nhưng mà họ không có tự tử. Thành ra đó, khi mình nghe nói khủng bố mà là người Hồi giáo, mình hỏi coi cái người đó có ôm bom tự tử không, có tự sát không. Nếu tự sát mình nói 99% người đó là người Sunni. Sunni là cái người làm cái đó. Mà bây giờ chúng ta thấy ISIS là người Sunni, Al-Qaeda là người Sunni, và cái người Sunni ISIS lại đi qua bên nước Iraq đi khủng bố những người Shia. Thì nó có cái sự khủng bố lẫn nhau, giết lẫn nhau ở bên Trung Đông, giữa hai khối Shia và Sunni. Mà Sunni đó, đi khủng bố đó, được sự tài trợ của những người tỷ phú ở bên nước Saudi và nước Ai Cập, hay là nước United Arab. Đó, họ mới cho những người này. Và những người này đi khủng bố, đi tự sát ở bên những cái khu vực, những thành phố của người Shia để mà giết người Shia, giống như bên Iraq. Quý ta biết là bên, nhớ cái mấy năm về trước, cái khối ISIS nó nổi dậy lên, nó tấn công vào nước Iraq và Mỹ phải ở đó bảo vệ, đúng không? Rồi cái ở bên Syria cũng vậy, đúng không? Thì đó, đó là cái sự tranh chấp giữa cái khối Shia và Sunni. Thì bây giờ mình tóm tắt lại là về cái chính sách đối ngoại mặt nổi là phải làm sao dẹp bỏ ông Saddam Hussein, bởi vì ông ta là người
nuôi dưỡng khủng bố, huấn luyện khủng bố, chế bom nguyên tử, độc tài, tàn ác, mở cái đó lên, giết ông ta, đưa đến một cái dân chủ cho cái nước Iraq. Nhưng mà mặt chìm đó, cái lý do mà họ tấn công vào nước Iraq là lấy cái bờ đê đó ra, giật cái bờ đê đó ra, để cho cái làn sóng Shiite nó nổi dậy lên và nó đè nhẹp cái khối Sunni. Cái khối Sunni là đồng minh của nước Mỹ, là Saudi Arabia, là nước Ai Cập. Đó là những vấn đề nó xảy ra. Đó là cái mặt chìm. Thành ra nước nào mà dám phản nước Mỹ, dám đưa đến, you know, tấn công vào nước Mỹ, thì nước Mỹ sẽ trả đũa cái nước đó, dù cho nó là 1 năm, dù cho là 5 năm, dù cho là 10 năm hay là 20 năm. Chứ không phải là làm Mỹ không có làm ngơ, không có quẩn mặt làm ngơ. Nào, đưa lại trong cái thời điểm của năm 2001, những người cố vấn của Tổng thống Bush con hoàn toàn là những người rất là nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, chứ không phải là những người lơ tơ mơ không có kinh nghiệm. Nhưng mà họ đưa ra một cái đường lối, và cái đường lối đó nó làm cho tới ngày hôm nay đưa đến cái sự tranh cãi rất là nhiều, và có những cái tài liệu bí mật vẫn chưa được bật mí. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư, chúng tôi xin phép được tóm tắt để cho nó được dễ hiểu đó. Như là thưa quý khán giả, trong cái vụ 19 người mà khủng bố ở Hoa Kỳ đó, trên 3 chiếc máy bay đó, dự đủ là 4 chiếc mà 3 chiếc máy bay đó, thì chúng ta biết là cái người mà đầu tiên người ta cho rằng là cái anh Omar Bayoumi, cái anh này là người Sunni Arabia, mà cái người này đó ảnh là cố vấn trong cái tòa lãnh sự của ở Cali, tức là ở Los Angeles đó. Thì anh này đó là người tài trợ cũng như là tìm nhà cửa cho hai người khác, là hai người kia đó là người Yami và Mikda. Hai cái anh này tài trợ cho, nên nói tóm lại là ai, là hoàn toàn theo lời luật sư đó là 19 người, thì trong đó 15 người đã là Saudi Arabia, mà Saudi Arabia là đồng minh thân cận với Mỹ, mà họ lại đi theo cái phái Sunni. Cho nên mình phân tích để mình thấy rằng là bây giờ tại sao Mỹ không trả đũa, bởi vì Saudi Arabia là hoàn toàn là 15 người này là công dân của Saudi Arabia, thì họ là Mỹ không trả đũa. Thì quý vị, bởi vì Mỹ đó cũng chơi hai mặt lắm, tức là quyền lợi của Saudi Arabia là đây là cái nước giàu, có nhiều dầu hỏa và ở Trung Đông, cho nên họ có liên hệ rất là chặt chẽ với Saudi Arabia. Về mặt nổi đó thì họ không có là tìm cách hạ Saudi Arabia, nhưng mà mặt chìm như luật sư nói đó, họ tìm cách hạ Saudi Arabia là vì sao? CIA và Iran là CIA là nhiều nhất ở Iraq và Iran, tức là hai cái nước này là CIA rất là đông. Nhưng mà Sunni đó là người Saudi Arabia bây giờ đó lật đổ Iraq để làm sao cái nước đó biến thành CIA, mà CIA thì đấu đầu với Saudi Arabia, để quý vị thấy là Mỹ cũng chơi đồn độc lắm. Mặc dù bề nổi đó thì không nói là sát hại hay trừng phạt Saudi Arabia, nhưng mặt trái đó thì muốn làm sao các nước xung quanh để bao vây Saudi Arabia, là cái nước theo Sunni, xung quanh là CIA, để họ kiềm chế cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà cho tới ngày hôm nay thì chúng ta biết là trong cái thời của tổng thống 45, tức là tổng thống Donald Trump cũng bán vũ khí mấy tỷ bạc cho Saudi Arabia. Thì bây giờ thưa luật sư, qua cái sự kiện này, mặc dù là chưa cái hồ sơ công khai kết thúc cái bản ghi nhớ đó là 4/4/2016, nhưng mà mãi đến bây giờ mới công bố, mà chỉ công bố một phần thôi, rồi 6 tháng tới đó thì sẽ FBI sẽ công bố thêm. Thì qua cái sự kiện này đó, luật sư vừa nêu lên cái vấn đề là ai mà gọi là làm hại nước Mỹ thì có chừng Mỹ sẽ trả nợ, trả thù đến nơi đến chốn, chứ không phải không. Và chúng ta biết là cái khu mà ẩn náu của Taliban đó là nó nằm ở biên giới của Pakistan và Afghanistan.
Và luật sư cũng nhớ là trong cái thời mà ông Kissinger đó muốn đi qua mà đàm phán với Trung Cộng, với ông Mao Trạch Đông, ông Tập Cận Bình đó, lúc bấy giờ đó là chú Ân Lai đó, thì rất là bí mật. Cho nên họ đi qua Pakistan rồi họ đổi vé máy bay, đổi chuyến bay từ Pakistan bay tới Thượng Hải, tức là qua bên Trung Cộng. Thì mình thấy là cái vấn đề mà ai chơi với Mỹ thì quý vị nên nhớ đó, một điều là đừng có hại nước Mỹ, mà hãy nước Mỹ á, thì họ trả tới nơi tới chốn. Qua giống như cái chùa vụ vừa rồi đó là ISIS-K đó, họ làm thiệt hại 13 binh sĩ Mỹ, thì Tổng thống Joe Biden ông khẳng định là ông không quên và không có sẽ, ông sẽ tiếp tục săn lùng những cái người khủng bố này, thưa luật sư. Dạ rất là đúng. Khi mà chú nói đó, một cái khu vực khác để mà cho chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn bề mặt nổi và mặt chìm, đó là nước Pakistan mà chú Hoàng Bách mới nhắc tới. Nó đưa đến cái thời điểm mà chiến tranh Việt Nam, tức là thời điểm của ông Kissinger. Thì chúng ta nói một tí về cái vấn đề này. Khi mà 911 xảy ra năm 2001, Mỹ không muốn nước Pakistan bao che cho người, vì Taliban là coi như là đệ tử của nước Pakistan, đúng không? Thì Osama bin Laden luôn, bởi vì Pakistan là người Hồi giáo mà đa số lại là người Sunni luôn. Đó. Thành ra họ mới đưa qua, đúng không? Thì những cái người mà trốn tránh, tức là Al-Qaeda, Osama bin Laden nó trốn ở đâu? Trốn ở nước Pakistan. Đó. Mà Mỹ muốn đi vào Pakistan mà không muốn gây hấn với Pakistan, mà Pakistan lúc đó chưa có phải là bạn của nước Mỹ, chỉ là làm ăn buôn bán thôi, chứ không có vấn đề chiến lược gì hết, đúng không? Thì đó, năm 2001 Mỹ mới yêu cầu và sẵn sàng viện trợ 1-2 tỷ, 2-3 tỷ cứ hàng năm cho Pakistan. Cái người tổng thống của nước Pakistan thời đó là cái ông đại tướng tên là Musharraf. Đó. Thì ông ta đâu có muốn chơi với Mỹ, nhưng mà ông ta cần tiền của Mỹ. À. Rồi ông ta mới suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tức cái chính phủ của ông ta đó, suy nghĩ, và ông ta lên đọc một bài diễn văn. Bài diễn văn rất là độc địa. Ông ta đọc bài diễn văn với người dân Pakistan mà cho luôn cả thế giới nghe. Thì đại khái ông ta nói một cách tổng quát là chúng tôi không muốn chơi với Mỹ, nhưng mà chúng tôi cần Mỹ giúp đỡ về vấn đề tài chính. Mà chúng tôi cũng biết khi mà Mỹ vào cái đất nước Pakistan, cái chính trị trong nước Pakistan nó sẽ rối loạn lên. Là bởi vì Mỹ luôn luôn nào cũng làm như vậy. Ông nói thẳng. Nhưng mà vì quyền lợi của đất nước, chúng tôi cần tiền của nước Mỹ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác liên kết với nước Mỹ, nó sẽ có những cái hệ quả không tốt, tức là cái chính trị trong nước nó sẽ rối loạn lên. Chúng tôi chấp nhận, nhưng mà chúng tôi hợp tác với nước Mỹ, không bao che, không chứa chấp những cái người mà đi tàn nước Mỹ, tức là Al-Qaeda. Nhưng mà Pakistan vẫn chứa chấp Al-Qaeda, vẫn chứa chấp người Taliban. Và nước Mỹ phải đi vào nước Pakistan để mà giết ông Osama bin Laden nằm trốn ở trong nước Pakistan. Mà nước Pakistan nói, tôi không có chứa chấp ông. Mà cái chỗ mà nó, ông Osama bin Laden mà ở đó, khi mà họ vào họ giết đó, là ở sát ở một cái quân sự, một cái chỗ mà nó là cái chỗ mà huấn luyện quân lính, không máy bay trực thăng đổ đó đầy hết, tức là ngay cái chỗ quân sự của nước Pakistan, một cái nhà nhỏ ở gần đó là cái nhà chứa ông Osama bin Laden. Mỹ tấn công vào đó, mà tấn công vào nước đi vào nước Pakistan như vậy để mà giết ông Osama đó, là coi như là xâm lấn nước người ta đó. Đó. Nhưng Pakistan đâu làm được gì. Thành ra đó, trên bề nổi đó, Pakistan bắt tay với Mỹ là liên kết và hợp tác, không chứa chấp, mà ở bề mặt bề nọ bề chìm đó, thì là đi chứa chấp.
và Mỹ biết cái đó. Nào, đừng bao giờ qua mặt Mỹ. Nào, thì sau khi mà dẹp được cái nhóm Taliban, rồi bắt đầu tiếp tục đi trừng phạt, giết hết tất cả những người khủng bố và Taliban ở bên Afghanistan hay là ở ngay cái ranh giới biên giới của Pakistan, đúng không? Thì họ Taliban ở Osman, Al-Qaeda nó đi qua nó trốn bên Pakistan. Thì đó, chỉ trong vòng vài năm thôi, nước Pakistan nó lại có một cái cuộc tổng tuyển cử để chọn cái người tổng thống mới. Đây là một cái nước độc tài nha, chứ không phải là cái nước thường. Mà cái ông Musharraf là cái người tổng thống, mà là đại tướng, là quân đội rồi dưới ông. Đùng một cái, có một cái người là bà Bruno. Một cái người đó cũng khá có nổi tiếng, bởi vì ba của bà ta cũng là cái người tướng nổi tiếng. Bà ta ở bên nước Mỹ, được huấn luyện ở bên Anh và được huấn luyện ở bên nước Mỹ. Bà ta với chồng tuyên bố về nước Pakistan, đi ra tranh cử tổng thống chống lại ông Musharraf. Và bà ta đi về nước, thì ông Musharraf, ông ta nói cái gì? Nếu mà bà về nước ra tranh cử tổng thống, chúng tôi không có bảo đảm cái sinh mạng của bà. Chúng tôi sẽ giúp thôi, nhưng mà tôi không có bảo đảm nha. Người ta ghét bà lắm, người ta đi ám sát bà, ráng bà chịu. Chúng tôi sẽ bảo vệ lính đồ, nói một cách ám chỉ là ôi chúng tôi cũng sẽ bảo vệ, nhưng mà bà coi chừng đó, bên đây nó không có an toàn cho tính mạng của bà và gia đình bà ta. Bà ta nói không sao, tôi đi về. Mà bà ta là con gà của nước Mỹ đó. Và bà ta đi về, bà ta đi vận động tranh cử. Sau một vài cái cuộc ám sát khủng, thì một ngày nào đó, một cái đùng một cái, bà ta bị ám sát chết. Đúng không? Bà ta chết, bị ám sát. Thì ông Musharraf tổng thống nói, tôi đã nói rồi, ở bên đây nó không an toàn, dù cho chúng tôi bảo vệ, ngay cả tôi bảo vệ tôi còn không được nữa, thành ra bà nguy hiểm lắm, thành ra bà chết thì cũng không có gì ngạc nhiên, bởi tôi đã cảnh báo rồi. Là đối thủ của ông Musharraf bị ám sát chết. Thì chồng của bà ta, một cái người cũng là tham nhũng nổi tiếng, đứng lên và ra tranh cử. Mà khi mà ông ta đắc cử tổng thống, cái điểm đầu tiên là cái gì? Bắt ông Musharraf vì cái tội phản quốc, ông ta phải bỏ chạy ra khỏi đất nước. Nó, tức là nước Pakistan hiện bây giờ là một cái nước rối loạn về cái mặt chính trị, lộn xà ngầu ở trên cái nước đó, giữa hai khối. Ông Musharraf, ông bỏ nước đi. Ông ta về. Ông ta nói, tôi sẽ về tranh cử tổng thống. Rồi ông ta mới vừa bước xuống dưới phi trường là bị lính của chồng của bà bắt ở tù về cái tội phản quốc. Cho chúng ta thấy là cái mà nếu mà cái gì mà không đúng theo cái của Mỹ muốn, là cái nền chính trị của đất nước đó nó sẽ gặp rất là nhiều rối loạn. Và chúng ta đã thấy và bây giờ vẫn còn thấy là nước Pakistan bây giờ nó có cái sự tranh chấp của nhiều đảng phái, của cái khối Sunni, của cái khối theo nước Mỹ, của cái khối theo cái nước những cái nước khác giống như nước Trung Cộng, vân vân và vân vân. Cái này là cái mà chính cái ông Musharraf đã nói trước khi ông ta nhận tiền của nước Mỹ, là ông ta nói là nước Pakistan sẽ đi đến cái trường hợp này. Thì bây giờ 20 năm sau nó ở trong cái trường hợp này, là cũng tại vì muốn lấy tiền Mỹ thì coi chừng phải làm đúng theo những cái gì Mỹ muốn, còn không là cái nước của quý vị nó sẽ lộn xà ngầu lên luôn. Chúc mừng bạn. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư đó thì chúng ta thấy là bề nổi đó thì chúng ta biết được những vấn đề, nhưng mà bề chìm đó thì nó rất là phức tạp. Nếu những ai mà nhìn cái vấn đề mà để đánh giá, để suy luận, để bình luận đó, thì nó không đúng hoàn toàn. Bởi vì nhiều lúc đó người ta nói là tại sao Tổng thống Bush, ông biết là ông ở Iraq đó, là không có vũ khí nguyên tử, ông Saddam đó, mà tại sao ông lại đưa quân, ông đưa rồi ông nói là có vũ khí nguyên tử, nhưng mà cuối cùng các nhà khoa học họ chứng minh là không có, nhưng mà vẫn tấn công. Thì đó, nếu mà chúng ta lý luận dựa trên cái bề mặt như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu được cái bề chìm của vấn đề, là vấn đề họ muốn cô lập Saudi Arabia. Như vậy thì dưới cái nhìn của luật sư, để mình kết luận luôn, bây giờ chỉ còn 1-2 phút còn lại thôi,
dưới cái nhìn của luật sư này, Saudi Arabia bây giờ một số hồ sơ nó công khai như vậy thì người ta biết là Saudi Arabia là chủ mưu trong cái vấn đề là tấn công vào ngày 9/11. Như vậy thì cái thái độ hay là cái sự bon giao khi mà có hồ sơ của FBI họ công khai họ nói ra chỉ một phần thôi chứ không hết, thì luật sư nghĩ là tương lai Mỹ nó như đối với Saudi Arabia nó như thế nào? Sẽ gặp rất là nhiều sóng gió, nhưng mà để cải chính chú Hoàng Bách nha, nước Saudi và vua Saudi không có phía sau lưng của những người khủng bố, cái đó hoàn toàn không có nha. Nhưng mà đó, cái mà Saudi vi phạm là biết có những người sắp sửa đi khủng bố nước Mỹ. Tình báo của Saudi biết, nhưng mà họ quảnh mặt làm ngực, không nói cho Mỹ biết. Không cảnh báo cho Mỹ biết. Biết mà lại không cảnh báo, không báo tin cho Mỹ để Mỹ đi lùng bắt những người đó. Mà họ quảnh mặt làm ngơ. Nào, nếu quý vị là bạn thân tôi, nếu quý vị biết tôi gặp nạn, tại sao quý vị im lặng không giúp tôi vấn đề này, đưa đến cái sự mà tôi phải gặp, có thể chỉ cần nói vài tiếng thôi, hey, ở bên đó đó, chúng tôi có những cái tình báo ở bên đây nói là những người đó đó đó, đó như vậy đó, à, quý vị ở bên đó FBI, CIA cái gì đó tình báo bên nước Mỹ đó, quý vị đi theo dõi những người này và đi lùng bắt những người này, à, thì nó có thể không có xảy ra cái 911. Nhưng mà cái nước Saudi lại quảnh mặt làm ngơ, và cái nước Ai Cập, ông tổng thống Ai Cập ông ta cũng biết, cái tình báo ở trong nước nó cho biết là có những người đó họ đang có một cái khủng bố, đang có một cái chương trình khủng bố. Quý vị biết tại sao quý vị không nói cho chúng tôi, tình báo quý vị không chịu nói cho tình báo của chúng tôi biết để chúng tôi theo dõi. Và chúng tôi đặt cái vấn đề đó là ưu tiên để mà đi trừng phạt và đi bắt những người đó, đúng không? Là người dân đã biết sơ sơ trong vòng 20 năm nhưng mà chưa có bằng chứng. Bởi vì cái bằng chứng đó là nó đã bị bí mật không được tung ra. Mà bây giờ đó, nếu mà nó được bắt bí đó, thì nó khơ lại cái chuyện cũ, cái vết thương rất là đau. Và người dân Mỹ khi mà họ biết được cái này, chắc có lẽ họ sẽ làm áp lực cái chính phủ là phải làm thế nào để mà trừng phạt công khai những cái nước đồng minh của mình mà lại đi bảo vệ mình, mà lại quảnh mặt làm ngơ, đưa đến một cái biến cố làm cho cả ngàn người Mỹ phải chết. Cái đó đó là cái mà trong tương lai nếu mà nó bật mí ra nhiều nữa đó, thì đương nhiên là cái vấn đề ban giao giữa Mỹ và nước Saudi hay là nước Ai Cập nó sẽ gặp rất là nhiều sóng gió. Bởi vì tại sao? Người dân phẫn nộ, người dân yêu cầu chính phủ phải làm cái gì. Nhưng mà làm cái đó, đó thì nó có thể không có đúng theo những cái chiến lược quốc tế mà Mỹ cần. Tức là Saudi là cái người you know, bạn không có trung thành, nhưng mà chúng tôi vẫn phải làm việc với những người này. Bởi vì đó, vì cái quyền lợi ở cái chỗ khác chúng tôi cần phải làm. Tức là you know, phải làm cái gì? Phải làm cái gì cho người dân Mỹ họ vui vẻ, chứ không thể nào biết cái người này quảnh mặt làm ngơ đưa đến cái biến cố rồi chúng ta lại quảnh mặt làm ngơ, rồi mai mốt những người đồng minh khác họ tiếp tục làm như vậy nữa thì sao? Thành ra cái này là một cái rất là khó khăn cho cái chính phủ của Biden trong tương lai khi mà cái tài liệu này nó được bật mí nhiều hơn nữa. Chúc mừng bác. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư đã dành thời giờ để đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và xin hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và kính chào tất cả quý khán giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel.